Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục gửi tới các bạn với một thông tin rất là nóng, lại liên quan tới nghệ sĩ Hoài Linh. Thưa các bạn, đây là một vụ việc quá gây bất ngờ mà dư luận, cộng đồng rất là quan tâm đến vụ này. Một mạnh thường quân chính thức khởi kiện Hoài Linh lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt 300 triệu đồng. Thưa các bạn, trong những giờ qua, ngày qua, nói tới Hoài Linh, một nghệ sĩ, một danh hài nổi tiếng nhất ở Việt Nam, chúng ta cũng như ở hải ngoại, và anh ta đã vướng vào cái vụ này rất là lớn. Mọi người, báo chí cũng như nhất là bà chủ doanh nghiệp Đại Nam Nguyễn Phương Hằng nói về rất nhiều, vì anh ta đã lạm dụng không chuyển số tiền hơn 13 tỷ đồng mà bên các mạnh thường quân đã quyên góp để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung trong năm 2020. Và câu chuyện càng ngày càng đi sâu hơn, xa hơn, và rất nhiều cái tình tiết là rất bất ngờ các bạn. Và sau đây thì tôi kính mời các bạn hãy lắng nghe chi tiết cái vụ việc này. Chính thức khởi kiện anh Võ Nguyễn Hoài Linh tội danh lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản được ủy thác ra tòa án PN viết trên trang cá nhân. Đây là một thông tin mà người này đã đăng tải trên là Facebook, trên trang cá nhân của mình, được rất nhiều dư luận đặc biệt quan tâm cho đến là ngày hôm nay. Theo đó thì sau khi Hoài Linh bị là quên chuyển số tiền 14 tỷ cho đồng bào miền Trung, nhiều mạnh thường quân bắt đầu có động thái đòi lại số tiền. Điển hình là tài khoản Facebook PN, họ tên viết tắt là NTOP, mới đây thông báo mình vừa nhận được sự ủy quyền từ một mạnh thường quân khởi kiện nghệ sĩ Hoài Linh về tội danh lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Chính thức khởi kiện anh Võ Nguyễn Hoài Linh tội danh lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản được là ủy thác ra tòa án PN viết trên trang cá nhân như vậy. Và tên này thì cô ta cũng đã đăng tải nhiều cái chuyển khoản ha, cái tài liệu cũng như là cái sao kê của ngân hàng, và nói là làm. Cô gái đã nhanh chóng gửi đơn tố cáo lên là cơ quan công an. Và đơn tố cáo là như thế này các bạn, nguyên đơn á: bị đơn tố giác Võ Nguyễn Hoài Linh, đơn tố giác chậm nhất có thể là ngày mai, tức là cô ta viết ngày hôm qua, là ngày hôm sáu, tức là ngày 26 tháng 5 năm 2021, sẽ đến nơi cần tố giác. Về quy trình thủ tục hành chính thì sẽ được cơ quan chức năng hồi đáp trả lời sự việc nhanh nhất 15 ngày và chậm nhất là 30 ngày. Đây chính là quyền cơ bản của người công nhân và cũng là hành động nhỏ trong những hành động để góp phần tẩy chay vấn nạn từ thiện vô trách nhiệm, tham lam, lòng tốt của các mạnh thường quân lợi dụng vào nỗi đau xương máu của người cùng khổ để trục lợi. Đó là u nhọt đã tồn tại từ rất lâu trong xã hội mà khó có thể giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Rất mong đây là một vụ án lệ được bắt đầu một cách hợp pháp, đúng người đúng tội, để cho nhiều vụ khác là đã và đang âm ỉ một cách nhức nhối, gây nhiều phẫn nộ cũng sẽ được là thực thi. Tôi không ghét anh Hoài Linh, mà tôi chỉ căm những người vô cảm ăn trên chính là xác chết của đồng loạt và đồng bào. Cảm ơn đội ngũ luật sư đã tư vấn và cùng đồng hành. Hình ảnh chứng minh lời kêu gọi quyên góp của anh Hoài Linh chính là bằng chứng tố cáo tội ác của anh ấy. Bão lũ, thiên tai, cứu trợ khác với ủng hộ ở lý do cấp bách. Nếu chỉ kêu gọi ủng hộ thì không cần là gấp. Cô gái đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chính quyền
để khởi tố Hoài Linh lợi dụng tín nhiệm lừa đảo 300 triệu đồng. Và bài đăng của cô gái này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo là cộng đồng mạng. Đa phần đều ủng hộ hành động này, bởi lẽ số tiền đáng ra phải đến tay người dân miền Trung nhưng Hoài Linh vẫn giữ đã khiến Mạnh Thường Quân phẫn nộ. Trước đó, mặc dù đã lên tiếng về số tiền là 14 tỷ là vì là dịch Covid-19 nên Nam Danh Hài chưa có cơ hội ra miền Trung, xong không ít người sốc và niềm tin mất hết vào Nam Danh Hài nghệ sĩ này. Vâng, thưa các bạn, thì các bạn cũng biết đó, Hoài Linh là một nhân vật lớn trong giới là nghệ sĩ ở Việt Nam chúng ta. Và những năm tháng ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, anh là một con người rất là kính tiếng, ít khi là để là cộng đồng hay là dư luận bàn tán đến chuyện riêng của anh hoặc gia đình anh. Nhưng ngày hôm nay không ngờ anh lại để ra một cái nỗi buồn, nỗi đau mà trong gia đình cũng như anh chắc chắn những ngày qua là không tránh khỏi. Không hiểu sao mà Hoài Linh lại giữ một số tiền quá lớn, mà đây là tiền của các Mạnh Thường Quân gửi để ủng hộ là đồng bào lũ lụt miền Trung trong năm 2020. Và trước đây thì Hoài Linh có đăng tải lên trên các trang Facebook cá nhân về những số tiền mà anh quyên góp. Tôi cũng đã có gửi tới quý vị và các bạn những số tiền mà Hoài Linh quyên góp cho đồng bào, và được rất rất nhiều bà con cũng như là quý độc giả, cô chú anh chị gần xa rất là khâm phục và khen ngợi Hoài Linh. Và không ngờ chính bản thân tôi làm mà về là Hoài Linh trong cái mùa lụt bão năm 2020 vừa rồi đó, không ngờ mà đến ngày hôm nay mà số tiền mà Hoài Linh mà quyên góp được không trao tận tay cho bà con. Và ngày hôm nay thì một Mạnh Thường Quân đã ủy quyền cho một người giấu tên để kiện Hoài Linh về số tiền lạm dụng của người này là 300 triệu đồng. Và tôi nghĩ chưa dừng lại ở đâu đâu các bạn, chưa dừng lại ở đây đâu, chắc chắn rồi sẽ nhiều chuyện sẽ ụp xuống Nam Danh Hài này. Không ngờ là cái năm này mà cái năm Hoài Linh lại vướng vào cái vụ lùm xùm là đáng tiếc như thế này. Không ngờ một người uy tín ca ngợi như Hoài Linh lại bị vướng vào. Kể từ ngày bắt đầu bà Nguyễn Phương Hằng, chủ doanh nghiệp Đại Nam, lên tố cáo Hoài Linh đồng phạm, tức đồng phe phái với là ông Võ Hoàng Yên. Và từ đó bắt đầu là bắt đầu khơi ra những câu chuyện của Hoài Linh mà bên bà Nguyễn Phương Hằng đã có những là đồng nghiệp cũng như là những người sẵn sàng giúp đỡ bà Nguyễn Phương Hằng để tìm ra những kẻ hở mà người nào bà nhắm vào. Và không ngờ càng ngày cái vụ việc nó dẫn đến cực kỳ là nghiêm trọng đối với là nghệ sĩ Hoài Linh như vậy. Và thưa các bạn, tối ngày hôm qua thì bà Hằng đã livestream nói rất nhiều về cái vấn đề của Hoài Linh. Và tối hôm qua thôi các bạn, nếu đã xem bà livestream đó, bà nói thì đã hơn 300.000 người theo dõi bà. Đây quả đều là một điều khủng khiếp, quá khủng khiếp. Rất nhiều người đã ủng hộ theo là bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi thì ít đề cập đến là cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng ngày hôm nay thì cái vụ việc của Hoài Linh, tại vì Hoài Linh là từ cái ngày mà để trao cái tiền lụt bão cho miền Trung cũng như quyên góp, tôi là người hay cập nhật tin của anh ấy. Nhưng ngày hôm nay cũng thật là đáng buồn vì Hoài Linh đó đã đi sai một ly, đi một dặm, càng ngày càng có những tình tiết mới và gây cấn sẽ là tiếp tục là ập xuống là người nghệ sĩ này. Và tôi cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến Hoài Linh
để gửi tới phục vụ các bạn nắm rõ hơn, tình tiết hơn trong cái vụ việc này, không biết đến bao giờ mới dừng được. Và tôi cũng chúc cho các bạn luôn luôn bình an, mạnh khỏe, may mắn trong cuộc sống. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.